Em kính chào các bác nha, đã đến với video của em, kênh hàng Nhật Bản. Hôm nay em là cho của mình một máy mã bếp từ đơn của nội địa Nhật Bản sử dụng. Thì đây là những mẫu mà của hãng Panasonic, Nationan, Sanyo, Sony. Thì đây là những cái mẫu gọi là đầu bảng đó các bác, xài rất là bền, Yoroshi đồ đó. Thì lưu ý với em nha, hàng Nhật là điện 100V, mình không xài được điện 120 hay 220. Thì đầu video em chúc các bác xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe. Các bác xem video đăng ký kênh, nhóm like ủng hộ em. Thì không để mất thời gian thì em lên nóng các bác nè. Báo giá thì giá cả luôn công khai. Mong là góc mua hàng thì đừng mặc cảm, cảm ơn. Em chào các bác nha. Đây nè, mua hàng liên hệ với em 0919 407 501, địa chỉ Nam Bắc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì những bác ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh nếu chịu khoan đủ là em giao gấp trong 1 2 giờ mình nhận được nha. Còn nếu cọc thì em gửi việc theo cho mình. Đó. Thì lên mẫu đầu tiên là một cái bếp từ nhỏ gọn dành cho bác nào mà cái không gian cũng như nhỏ hẹp như là mấy bé sinh viên rồi nè đó, thì mua cái bếp này cho em nha. Thì cái kích thước nó nhỏ gọn lắm các bác, của hãng là Yamagen. Thì những cái hãng Yamagen với Tsuyama là những hãng đời mới giờ mà xài thì rất là bền, nó chuyên hãng luôn á. Mình cái thí dụ nào mình không biết mình lên vô Google YouTube mình tra là 20, còn cái này là nó là 25, còn cái xuống là sắt 6 xăng quá, 5 6 xăng, 5 xăng. Đó. Thì em quay cho mình coi là cái chi tiết nè, cái bếp nhỏ gọn rất là đẹp này, hình gang tay này các bác, đó. Nè, của hãng Yamagen. Thì cái này với cái hãng của là cái này nó dơ các bác, em sao vệ sinh là em chưa có vệ sinh á. Em coi công suất của nó nhiều, mấy cái bếp nhỏ này rất là ít các bác. Thì nói chung là về thì nhiều nhưng mà để mà có bếp nhỏ này rất là ít. Yamagen điện 100V để em coi nha. Công suất là 1000, còn cái bếp nhỏ mà không 1000 là cũng rất là im đó các bác, 1000W nha, điện áp 100. Bây giờ em cắm điện và em test cho các bác coi luôn nè. Và em báo giá, giá bán vài trăm nè, nó còn mới lắm nha. Nó còn cái màn bọc nè các bác thấy không? Nè, mới tin luôn nè. Em bán cho mình vài trăm thôi, đầu bây giờ em bán cho mình vài trăm ngàn thôi nè. Các bác ơi, giờ gắn dây vô. Mẫu này thì em đậu video em xe cho mình với giá là 450.000 nha. Đó, thường là mẫu này em bán 700 đó, nhưng cái đầu video em sale. Thì cái nồi này em mới test xong giờ em bỏ lên em test lại nè. Nói chung mấy cái bếp này làm vừa test xong một lượt hết. Bây giờ cái quay video test lại cho các bác coi cho nó hấp dẫn. Đó. Đó, nè các bác. Nó mau so lắm. Thì mã 1 là 450 nha, bán đúng như với một giá thôi, không thay đổi các bác. Hôm trước con cá bán tới 700 luôn đó, mà cái này làm sale cái bánh nóc luôn đó, là không có nào rẻ hơn nữa nha. Mua thì chuyển đủ bao ship bảo hành thì cho mình 3 tháng cọc cho em 100, cọc được các bác trả tiền ship. Mã số 1 giá 450. Đó, mua cọc cho em 100. Thì mấy bếp nhỏ này rất là hiếm luôn á. Hôm trước con cá mà quá nhiều bác mua luôn. Đầu video thì em bán 450 thôi, chứ bình thường là bán 700 thì cũng như là giá là thị trường là nó vậy. Nhưng mà được cái là hôm nay đầu video thì sale. Và thì mua có bắt chụp hình lại gửi qua Zalo cho em nè, 0919 407 501. Em bán thì em ship hàng còn có cọc. Nhận hàng bác kiểm tra thoải mái, các bác kết bạn Zalo đi, em ở Zalo bán rất là nhiều hàng. Mình mua không được cái này thì mua cái khác. Đó, thì mình theo dõi kênh đi, thì ví dụ giờ mình đang có ý định mua nhưng mà mình kiểu như mình chưa biết quen lạ thật hư thì mình cứ theo dõi từng ngày các bác cái mình mua. Giờ qua mẫu cho các bác nha, mã số 2. Rồi các bác, thì cái mã số 2 này là em cũng sale cho mình luôn. Thường bếp này là 1.2 triệu rưỡi đó các bác, nhưng em bán cho mình 950 được chưa. Đó, nói luôn cái giá cho các bác mua nhanh gọn, cái đôi khi có một cái mà bao nhiêu người mua. Thì bây giờ là bác nào nhanh tay mua trước bán 950 cặp 200. Mẫu này là Amway, hàng Mỹ, hàng Mỹ xuất Nhật, có cái sensor chống tràn chống cạn nè, có nè, nấu cơm nấu cháo đầy đủ cho mình hết. Thì cái bếp này là dòng cơ mà phối phím này luôn nè, Amway đó. Thì đo kích thước cho các bác nè, thì thật sự là những cái bếp chỉ có cái bếp đầu tiên là nó nhỏ thôi, những cái bếp này thì kích thước nó ngang nhau thôi, 35 này là 30, xuống thì 5-6 xăng đó, cái này 6-5 xăng, cái này chắc 6 xăng, chắc chưa tới 6 xăng luôn nè, đẹp lắm nè các bác. Có 950.000 thôi, nó nặng dữ lắm, nặng luôn. Hàng này là hàng cổ của Mỹ đó, sản xuất cho thị trường Nhật xài, điện áp 100 nè, sản xuất năm 2005 2005 các bác, điện được 100V, công suất 1300 đó, đẹp nhức nách cho các bác luôn, không có chơi chắc gì chứ.
Rồi bây giờ cắm điện vào ba vào là test cho mình coi. Còn cái giá thì đã báo rồi đó, cho bác nào mà có thể là mua nhanh gọn được. Em thì cũng nhanh gọn đó. Nếu mà mua được nhanh gọn thì em cảm ơn. Này các bác. Nè, bắt đầu sẽ tích tắc. À, những cái bếp mà nó có như vậy là có sensor chống chạy không cạn. Hôm trước cái video mà em quay có 2 3 cái gì đó. Rất nhiều hộp bác hỏi mua luôn nhưng mà cái video nó định như được 2 cái gì đó. Còn video đô hôm nay là chỉ có một cái thôi, một cái duy nhất thôi. Cho bác nào mà có nhu cầu lên mã đi số 2. 950 cọc cho em là 200, chỉ đủ em bao ship bàn cho mình là 3 tháng. Điện áp 100, công suất 1.3, bếp âm quay hàng Mỹ. Đó, hàng đời mới, hàng đời xưa của Mỹ nha. Nó chất lượng thì cũng có âm quay nữa các bác, nhưng mà cái âm quay một số là đời sau này nó không bằng đâu. Mã 2 cho em. Giá 950.000. Cái giá thì em bao tốt nhất thị trường các bác luôn. Đẹp keng mà cái giá có 950 mà không mua thì thôi, mua cái gì em nói thiệt. Đó nào, nó soi đó không. Ngon lành ha, rồi qua mẫu đi cho nó nhanh gọn để các bác có thể là coi được nhiều bếp cho nó nhanh. Rồi các bác lên một cái siêu phẩm cho các bác, hai phím điều khiển. Đó, thí dụ bây giờ ra nè. Mình đem ra bàn ăn đúng không? Bên này được ông bên đây ngồi điều khiển cũng được, người bên kia điều khiển cũng được đây nè. Đó, đẹp keng như mới, sản xuất 2020, hãng Yoyama là chuyên sản xuất bếp từ đó. Đó, thì cái hãng là hãng đời mới của Nhật. Mình thí dụ thấy cái hiệu hơi lạ lạ, mình lên Google, lên YouTube mình search coi cho em, hiệu này rất nổi tiếng và được người Nhật đánh giá là 5 sao. Các bác biết rồi, người Nhật người ta khó tính cỡ nào, người ta còn đánh giá 5 sao thì mình cứ yên tâm đi. Hoặc cái gì mình không sử dụng, nó bền gấp 30 lần cái hàng Việt Nam luôn. Điện thì 100V nè, công suất là 1.400 nè, sản xuất năm 2020 nè. Đó, đẹp nhân đất thì cái kích thước thì nó như nhau thôi, cho em không có đo đi đo lại nữa, nó mất thời gian. Còn cái nào nó bự nhỏ thì em sẽ là đo cho các bác coi. Đó, còn cái kích thước thì cũng như cái bếp số 2 thôi. Hôm rồi em cũng có được cái như thế này hay gì á. Em bán bác đó mua ở Hà Nội. Rồi cũng vài bác hỏi mua nữa. Thì thật sự mà nói kiểu như em bán hàng cũng như là cũng có cái duyên các bác. Được các bác ủng hộ bác là nhiệt tình, này là 4 phút sau tắt. Thôi bây giờ em bật cho nó là 1 phút sau nó tắt đi ha. Là bắt đầu 1 phút sau nó sẽ tắt các bác coi. Thì mẫu này hôm trước là em bán 1.2 triệu đó các bác. Nhưng mà hôm nay thì em sale cho mình này cho các bác dễ mua. Giá vẫn là 950.000 đồng. Thì cái giá nếu mà cái giá 950.000 này á, nếu mà bao ship luôn ha, nếu mà chuyển khoản đổi bao ship chỉ là còn là 50.000 đó. Nhiều khi nói các bác không tin, đôi khi bảo hành bảo thì hiểm này kia nữa, bán cũng như là lấy cái tình cảm cho các bác thôi. Cái thường là 1.2 triệu mấy bác là mấy có lời. Các bác hôm trước là bán 1.2 triệu á, bếp này bán 950.000 nè. Không bao ship thì còn lời đừng trăm ngoài cho bác. Còn mà bao ship với đóng thùng nó có hàng giờ là 1 phút sau nó tắt nha. Em hạ xuống đi rồi coi 1 phút sau nó tắt rồi sẽ em qua mỏ. Nhiều khi nói các bác không tin, chứ bây giờ bán ngày được 10 đơn, ví dụ giờ đơn 100.000 10 đơn cũng được 1 triệu đúng không? Nhưng mà bây giờ là bán cái kiểu như sao, thu hút khách hàng, cái giá thì nó luôn luôn là tốt. Rồi tăng lên là xong một loại nè. Đó rồi nó tắt nè, đó đúng 1 phút nó tắt. Rồi nó tắt xong làm gì, nếu bấm xài lại thì bấm tiếp cho em. Rồi tăng tiếp cho em, rồi hẹn giờ thì hẹn tiếp tiếp tục nữa. Đó, không hiểu mình tắt rồi qua mẫu cho em nha. Rồi các bác, cái mã số 4 này là một cái bếp của nhà Sharp. Cái thương hiệu Sharp này cũng quá quen thuộc. Nó là 9 với 10 với cái hãng Bana. Đó, nó 9 10 với cái hãng Bana đó các bác. Thôi mình nước nè, mới tinh như chưa xài luôn nè. Cái này phím cơ nè, người già trẻ em đều xài được. Gạt qua đây tắt, gạt qua đây là chỉnh. Qua đây là độ trung bình, qua đây chế độ nhỏ, qua đây tắt luôn. Nó mới tinh, bếp màu hồng đẹp keng luôn. Mà cái bếp tròn độc lạ luôn các bác. Điện 100V, công suất của nó là 800W các bác. Đó, tiết kiệm điện tối đa cho các bác luôn. Bác nào mà thích nè, là cái bếp này mà đẹp nè, màu hồng. Mặt là mặt men sứ cao cấp chống chảy xước. Đó, men sứ cao cấp chống chảy xước còn mới tinh được như các bác thấy. Rồi bây giờ cắm điện và báo giá, mẫu này em share cho mình với giá là bèo bọt luôn nha. Nói cho các bác mua 650.000 đồng, nói trước luôn rồi tính sao. Nào bây giờ cắm điện vào rồi nè, đúng không? Đặt cái bếp lên cho em, dễ xài lắm, kéo qua đây. Nè, nó đã là sáng đèn là nó đang hoạt động nè, còn tắt thì nó tắt đèn nó không còn hoạt động.
Đây là ở nhiệt độ cao nhất nè. Gọi lên mã số 4 cho em giá 600.000. Mã số 4 600.000 mới như chưa xài luôn, mà em xe cho các bác cái giá nó rất là tốt để các bác có thể là mua được. Thì hôm trước mà em quay có 5-6 cái bếp gì đó thì bác cũng sạch hết các bác. Thật đừng cái gọi là trộm vía. Giá 600.000 các bác. 600.000 đồng mua cọc cho em 200, chỉ đổ bao ship bảo hành cho mình là 3 tháng sử dụng. Đó, bắt đầu lăn tăng lên nè. Cái bếp công suất có 800 W thôi các bác, bao tiết kiệm điện như các bác luôn, cực kỳ là tiết kiệm điện. Cho bác nào có nhu cầu về mình một cái bếp mà đẹp, độc lạ mà dễ xài, người già trẻ em con nít đều xài được. Đó, ngon lành gần đầu ha, lăn tăng sôi rồi đó. Rồi bây giờ mình qua mẫu số 5 cho em. Mẫu số 5 là một cái bếp Sanyo cổ luôn, xịn sò. Cái mã số 5 là một cái bếp của Sanyo, mẫu này là hàng cổ. Mẫu này em cũng nghĩ là năm 8 mấy 9 mấy các bác nè, Sanyo nè. Nhiệt độ 200, hẹn giờ 5, 10, 30, 60, 108. Cái mặt men sứ cao cấp này còn mới tinh như chưa xài luôn. Đó, cái men sứ cao cấp này các bác. Nó là gọi nó là men sứ cao cấp nha. Đó, hàng xưa nó rất là dày và nặng. Điện áp 100 công suất là 1400. Đó, điện áp 100 công suất của nó là 1400W. Sanyo xài rất là ok. Thì cái này thì em cũng không nói nhiều vì nó là cái chất lượng thì khỏi phải bàn, gọi là nồi đồng có đá, cái thương hiệu xưa của Nhật đó. Rồi, đặt cái bếp vô mình làm tới thôi, lên mã cho mình bắt cát. Nó có hai chế độ nè, hiện tại em đang ở chế độ là cao nhất. Này giảm nè, này là cao nhất, còn là hẹn giờ là 5 phút sau tắt nè. Đó thì bếp đang ở chế độ thấp nhất, bấm ra là cao nhất. Thì một tí nữa nó sôi thì cái bếp này bán cho mình với giá là 850.000 đồng. 850.000 đồng nha các bác. Mẫu này là 1 triệu ngoài không đó. Cái video này quay nhiều cái bếp thì share cho các bác nè, tại vì hôm trước quay 5 cái 3 cái thì cũng không phục vụ hết các bác. Có nhiều khi có một cái bếp mà đâu 5-6 người họ mua. Thì bây giờ nè, không mua được mã này thì mua mã kia. Đó, quá tuyệt vời luôn các bác thấy không, soi ngon lành gành đào hết. Rồi qua mẫu cho em nha, nhanh gọn để các bác có thể là mua được nhiều mặt hàng. Rồi đây các bác, cái mẫu của Natilnan lại là một cái mẫu nồi đồng có đá mà đáng để các bác mua nữa nè. Xài để bền lắm, mặt ban sứ cao cấp có hẹn giờ đầy đủ nè. Mà xài cái này nếu mà nói nó biết từ âm, từ dương hay là từ đôi gì đó là cái hãng Nata và hãng Pana là nó đứng đầu nè các bác, đẹp ghê không đó. Thì hàng em bán là nhận hàng được kiểm tra thoải mái, người thật việc thật, không có mà nói điêu nha. Nè, trong nè, điện áp là 100V, công suất của nó là 1400. Đó, rất là ok luôn các bác. Thì Natilnan, mẫu này sản xuất 2008. Thì nếu nói đến Natilnan thì người ta biết là nồi đồng có đá và nó đã ngưng sản xuất từ năm 2008 rồi. Nó bán lại thương hiệu cho Pana. Thì sau này Pana nó sản xuất ra những cái hiệu, cái mẫu mã đi ra gì, nhưng mà nó là hiệu Pana. Là Natilnan là nó cha chú của Pana. Xài nó bền, đôi khi bền hơn Pana nữa các bác. Mà những bác kỳ cụ dân biết xài hàng, người ta hay kiếm na người ta mua lắm. À, bắt đầu em cho nó hẹn là 1 phút sau nó tắt nha. Đó, là 1 phút sau nó sẽ tắt. Nè, các bác có thấy số 1 không? Thì mẫu này em xe cho mình với giá là 1.200.000. Thì thật sự cái giá này là cũng là gọi là đúng cái giá, đúng cái chất lượng. Chứ giờ nếu mà ai mà bán cái bếp này mà giá 700-800 gì đó thì coi lại nha, coi lại coi xài được không, hoặc là coi lại có bị lừa không. Chứ thật sự là bán giá 1.200.000 này còn không có lời nữa, mà nói chi vắng cho nó rẻ nữa. Cái này sao nó không dính ra, để em lấy miếng khác. Em hay khuyên khách hàng của em mua hàng thì mình, thứ nhất mình có cái nhu cầu, thứ hai là mình biết cái giá trị, là mình biết nhìn hàng đó rồi mình mua. Hoặc là mình nhờ ai biết nhìn hàng đó, người ta mua hộ mình, ta chỉ mình. Cái thật sự là hàng thì nó nhiều loại lắm. Mã 6 giá 1.200.000. Mua thì cọc cho em 200, chuyển đủ bao ship bảo hành cho mình 3 tháng. Qua mẫu cho em nha. Rồi mã số 7 cũng là một cái của Natilnan, nhưng mà đặc biệt cái này là mẫu cơ. Mẫu này thì những cái mẫu cơ này đời chín mấy không bác, nhưng mà nó đẹp nè. Còn như mới Natilnan nè, điện áp 100 công suất là 1.200 nha. Những phím cơ này thì công suất nó hơi thấp bé một tí, nhưng mà nó ổn định các bác. Nè, mới như chưa xài luôn nè các bác, mới can luôn. Cái này thì nó hơi nhỏ một xíu thì em đo cho các bác coi nè. Ngang thì nó là 29 nè, 28-29. Còn cái này là nhiêu? 30-28-29 luôn, nó vuông nhất vậy ta. Còn cái này là nó bao nhiêu? Đó, 3-4 xăng vậy nè. Trừ ra chắc 5 xăng đó.
Rồi bây giờ cắm điện vô cho các bác coi, để em coi cái đầu này đầu bự đâu nhỏ. À đầu này là cái đầu của cái bếp số 1. Nói chung là mình xài cái thằng Nhật là mình lưu ý giúp em là điện là 100V. Cái cơ bản là mình phải có là một điện 100V mình xài. Đó. Dính chưa? Chứ một số bác muốn xài lắm nhưng mà ngại về vấn đề điện, không có gì ngại chứ đó. Xài điện 100 nó ổn định, tiết kiệm điện. Ủa nó không dính hả ta? Dính nè. Nó chỗ chỗ sao đâu. Rồi dính nè. Rồi số bác ngại vấn đề về điện. Còn cái này nó không vô, nó không dính không hết. Để em lấy cái cọng khác. Nhưng mà sợ nếu các bác có được nguồn điện 100 rồi các bác xài thêm này kia rồi vấn đề của Nhật các bác sẽ cảm thấy là kiểu như là một sự trải nghiệm rất là bổ ích cho mình luôn. Cái này không vừa hết không? Cái dây của nó như thế nào? Làm xíu em đi lựa cái dây cho phù hợp với nó. Rồi các bác ơi, lấy cái dây đúng phù hợp với nó này. Hồi nãy dây nhỏ quá nó không vô. Đó, vô rồi đó. Nhờ bật qua cho em. Thì cái này là nó chưa có đèn, nó chỉ sáng ở đây thôi. Em xin lỗi, nó chưa có cái nồi, nó sáng ở đây. Nếu mà đặt cái nồi nó sẽ sáng vô đây. Cái này nó đang chớp này, nó ý là nó chưa có nồi. Mình đặt nồi vô thì nó sẽ sáng. Đó, là nó đang từ và đang hoạt động. Nó gắn là ok nha các bác. Mới tin như chưa xài luôn. Mẫu này em sale cho mình với giá 1 triệu đồng nha. Thường là mẫu này là em bán 1 triệu 2 không á. Nhưng mà em sale cho mình giá 1 triệu đồng. Xem không dính ra. Mã số 7. 1 triệu đồng. 1 triệu nha. Mua thì cọc cho em 200. Chuyển đủ thêm bao ship. Bảo hành cho mình là 3 tháng sử dụng. Thì nhận hàng được kiểm tra thoải mái. Rồi bắt đầu lăn tăn lên sau này coi. Mấy cái này gọi là nồi đồng có đá luôn, điện thì 100V, công suất của nó là 1.200. Hình như là em chưa quay cái mặt dưới đúng không? Hình như em chưa quay mặt dưới đúng không? Rồi giờ nó sôi rồi đó, bây giờ mình lấy ra đem quay cái mặt dưới các bác xem. Nè, nó dính cứng ngắt nè các bác. Hồi nãy là cái dây cũng không đúng của nó. Nè, mặt dưới nè, rất là ok nha. Đó. Rồi, ra qua mẫu. Sao vậy ta? Rồi, qua mẫu số 8 cho em. Mẫu số 8 là Natil Nan nữa các bác. Hôm nay em sắp ra một hàng Natil luôn nha. Natil Nan National này nó bền lắm, cho nên là em nhập cũng nhiều về phục vụ các bác. Thì có hẹn giờ. Đó, đầy đủ các bác hết nè. Mặt ở đây là mặt men sứ cao cấp, phần này phần nhựa nha. Màu này thì rất là sạch, không có dơ. Đây các bác, điện thêm 100V, công suất của cái này là 1.400, năm sản xuất nó 95 nè các bác. Nè. Cái này bảo đảm các bác, nếu mà xài thì em đảm bảo là xứng đáng. Nó có cái giá trị sưu tầm luôn, 595 nay 30 năm rồi đó các bác. Thì vô ông nào lại nhà nó chờ cái bếp gì mà sản xuất 595. Người ta giật mình luôn không? 95 mà quan trọng là như thế nào, quan trọng là còn xài được, còn tốt. Hẹn giờ. Đó. Em hẹn 1 phút sau nó tắt nha. Một chút các bác coi. Mẫu này em sale cho mình giá 900 ngàn đồng. Đó, 900 ngàn đồng cho các bác nha, có nhu cầu. Mua cọc 200, còn chuyển khoản đủ là bao ship. Các bác lưu ý với em như thế này, không gà cung cấp nhiều bác bảo là cọc em bao ship, mình nghe kỹ lại nha. Cọc là các bác trả tiền ship, cọc là người mua trả tiền ship, chuyển khoản đủ em bao ship. Đó, lưu ý giúp em là vậy, mình nghe lại kỹ nha. Mã 8 giá 900.000 đồng. Đó, 900k, mua thì cọc 200, chuyển đủ bao ship. Qua mẫu cho mình là mẫu số 9. Rồi có cái mẫu số 9 này là của nhà Sony, Sonet. Đây Sony các bác. Bếp này nặng lắm nha. Bếp này là phím cơ nặng lắm nè. Cái thành inox nè. Nó bọc inox rất là dày luôn. Đó. Đẹp keng luôn, trời nặng dữ lắm. Mua là nó bảo xứng đáng đồng tiền các bác luôn. Điện áo là 100V nha. Công suất của nó nè. Phía sau cũng mới tinh luôn nè. Công suất của nó là 1.200. Đó.
nè, rất là ok nè, các bác coi em nè, công suất của nó là 2, điện áp là 100V nha. Máy tinh nè, Sony, cái hiệu này thì nó quá nổi tiếng rồi, nhưng mà em cũng bán cho mình cái giá tốt thôi. Đặt nồi, đặt đồ lên, kiếm điện vô, nói gì là tắt, còn qua đây là khởi động. Nó có hai cái nút nè, đó, đâu hoạt động nha các bác. Thì hiện tại là đây là cái mức nhiệt cao nhất. Rồi thì mẫu này em xe cho mình cái giá nè, thường mẫu nó là 1 triệu ngoài thôi các bác, 1 triệu ngoài không các bác, nhưng mà em bán cho mình là 900.000 thôi. Cái video hôm nay là nó rẻ quá luôn, đang bán là thu hồi vốn đó các bác. Mấy cái bếp này là các bác dễ xài lắm, người già xài được, trẻ em xài được, mà nó bền thì bà cố luôn. Mã số 9. Mã 9 là 900 luôn. Nó đẹp quá, đẹp tình yêu của em rồi. Mua này cọc cho em là 200, tiền đổ bao ship, nhận hàng là kiểm tra thoải mái. Qua mã số 10. Rồi bác, tới một cái bếp mà đẹp như chưa xài mới, gọi là 98-99% luôn các bác. Đó, cái mẫu này rất là nổi tiếng ở Nhật nè, cái hiệu của nó nè. Nè, mình cứ search cái hiệu này ra cho em đi. Đôi khi mình thấy lạ lạ nhưng mà nó là không có xuất đi. Thí dụ như Bana thì mình quá quen thuộc vì nó xuất đi mấy chục nước. Nhưng mà cái hiệu này chỉ sử dụng trong nước Nhật thôi. Mình nghe lạ nhưng mà thật sự là rất là nổi tiếng ở nước người ta. Nè, như cái hiệu Yoroshi các bác có ở Việt Nam mình có đâu, nhưng mà Nhật là gọi là số 1. Thì điện là 100V nha, công suất của cái này là 1400, em bao đun nhanh sôi như siêu tốc với các bác luôn. Nè, đó, đẹp như mới luôn, 98-99%. Mà cái giá thì nó tốt các bác, bèo bột cho các bác luôn. Mấy cái này em test gọi chưa nè, vừa test xong hết rồi, bây giờ quay qua cái test lại cái nữa. Bây giờ hàng mà không test sao mà đưa lên cho các bác được. Các bác mà xài không được, các bác điện chửi em chết. Nó có hai chương trình nè, bấm vô đây là chương trình số, nút là nút tắt, cái này là chương trình là biểu đồ. Cái biểu đồ là mình hẹn giờ được, đó. 1-2 phút sau nó sẽ tắt. Nè, mới tin các bác không, mới cáo chỉ luôn. Bếp này là bao xịn cho bác luôn nha, giá 1,2 triệu. Nhưng mà em bán cho mình giá 1 triệu đồng thôi. Có 1 triệu đồng thôi các bác. Không mua được nó là... Các bác không mua được cái nào đẹp gì luôn, nó thiệt. Mã số 10 giá 1 triệu đồng. 1 triệu. Mua thì cọc cho em 200, chuyển khoản đủ làm bao ship. Cọc là các bác cho ship nha, lưu ý, cọc là các bác cho ship. Mình mua hàng mình liên hệ với em nè, 0919407501. Ở Zalo em bán rất là nhiều hàng nha các bác. Đó, nồi cơm, điện, bếp, từ mỏng, từ đôi, từ đơn, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy pha cà phê, nói chung là vân vân vân, hàng loại đi Nhật. Đó, bắt đầu là nó sôi lăn tăn lên đó, các bác thấy chưa? Những cái mẫu này rất là đáng để các bác mua, một cái giá nó cũng tốt nữa các bác. Thì thật sự có một số bác nó hỏi em nè, hàng mới cũng đâu có nhiêu tiền đâu, hàng cũ bạc triệu vậy. Dạ xin thưa, nếu mà giờ mua hàng mới, 3-4 cái hàng mới chứ hàng cũ vẫn còn. Mà cái những cái bếp từ này nha, xài thì rất là êm, nó không nóng tay nè. Nó chỉ nóng cái nồi thôi, không nóng tay nè các bác thấy không, không nóng tay. Đó, rất là ok, tiết kiệm điện tối đa các bác, an toàn. Thí dụ nhà mình có trẻ em nít rồi đó, xài cực kỳ là êm. Đó, có 1 triệu đồng thôi, chụp hình giấu qua Zalo cho em, cọc cho em 200, chuyển đủ em bao ship. Ở trong Sài Gòn nếu mà chuyển khoản đủ thì em giao gáp cho mình 1-2 giờ là mình nhận được. Rồi bác, thì tới một cái bếp của nhà Sanyo. Nè, Sanyo, mẫu điện áp 100, công suất 1400. Rất là đẹp và mới. Nè các bác. Đó. Cái kích thước mới ra, cái mẫu này dây liền các bác, nó rất là tiện lợi. Dây liền nha, còn những cái mẫu mà khác hồi nãy giờ em quay là nó là một số là dây rồi đó, cắm điện cho em test rồi hết rồi, giờ cũng test lại nên cho nó có coi mặt nè, bóng đẹp quá đẹp. Cái bếp này là, nếu mà đánh giá thì mới tầm 95%, 95-97% luôn. Cái bếp mới nãy 98-99 thì bếp này cũng phải là 95. Nó cũng có hai chương trình nấu y gan bếp nãy thôi, chương trình nãy là biểu đồ không, chương trình này chương trình số. Chương trình số nó không có hẹn giờ được nha, chương trình biểu đồ thì mới hẹn giờ được. Nè, tăng giảm nè, giảm nè, tăng nè. Bây giờ em hẹn 1 phút sau nó tắt, bắt đầu đồ hết 1 phút nó tắt. Thì cái bếp này em xe cho mình với giá là cũng 1 triệu đồng. Cho các bác là dễ mua nha.
Thì nói chung là hàng nhiều giá nó bắt 1.500.000, 700.000, 800.000 cũng có các bác, nhưng mình đôi khi nó không có đẹp. Còn nó đẹp thì nó đề tiền nó cũng đẹp. Đó. Em hay dặn khách hàng của em thứ nhất mình phải có nhu cầu, thứ hai mình phải có kiến thức mua là mình biết cái giá trị hàng. Đó. Mã số 11 giá 1 triệu. 1 triệu đồng. Sanyo là mẫu này gọi là thương hiệu xưa của Nhật đó các bác. Nó là cùng thời với National, mà National đã bán cho Panasonic rồi đó, mà nó là cái hãng là xưa của Nhật. Rồi qua mẫu cho em nha, tắt đi. Rồi chờ phút nó tắt, chờ hết phút nó tắt rồi em sẽ qua. Nhưng mà quay hôm nay trong biết từ được rất là nhiều. Gọi là nhiều VIP cho các bác lực có sự lựa chọn. Tức là sự quay 5 cái, 7 cái thì người này mua được, người kia mua không được. Rồi tắt rồi đó các bác thấy chưa? Giờ xài sao xài thì bấm lên lại vậy thôi. Giờ mình xài cái biểu đồ đi. Đó là 200 độ C. Nó dễ xài lắm các bác, người già trẻ em nó đều xài được, mà được cái bếp từ nó tiện lợi, nó tiết kiệm điện, nó không nóng cho mình, ăn lẩu ăn đồ bắt quạt gió thoải mái. Rồi qua tới một cái mẫu bếp Panasonic, mẫu này đẹp quá đẹp, xuất sắc luôn, bóng mặt gương đó các bác, mặt gọi là mặt gương nha. Nè. Đẹp keng luôn nè, nó có cái mục nấu tiết kiệm điện là 1000V, 1000W. Đó là mã của nó nè. Công suất nó là 1400 nha các bác, nhưng mà nó có cái mục nấu tiết kiệm điện cho mình. Nào, đẹp không? Mẫu nó nè. Sản xuất vào 2016 các bác. 2016 điện áp 100, công suất nó là 1400. Đó các bác coi hộ em nha, 1400 là công suất. Đẹp keng, mặt gương nè, các bác thấy không? Bao sang nhất nách cho các bác luôn. Bác nào có nhu cầu thì inbox liên hệ với em ngay để mua cái bếp này, có một cái thôi các bác. Hôm nay về lô này có một cái thôi. Thì hôm trước á là về cũng được mấy cái, nhưng mà đặt thử lên cái nào thì bán hết cái đó rồi. Tại vì mấy cái này nó thường nó ít lắm các bác. Đó, cắm điện vô nha. Giờ bật nè, bật của nó, tắt của nó luôn. Bật chỉnh. Bây giờ em hẹn 1 phút sau nó tắt, 1 phút sau nó tắt. Thì mẫu này bán cho mình giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu, mua thì cọc cho em là 200, chuyển đủ thêm bao ship. Mã 12 giá 1.3 triệu. Một triệu ba, mua thì vui lòng cọc cho em là 300, còn nếu chuyển đủ 1.3 triệu làm bao ship, bảo hành cho mình là 3 tháng sử dụng. Đó, thì em bán đúng một giá thôi, giá không thay đổi các bác. Có một số bác vô thật sự nếu mà mua hàng được của em á, thì nó cũng là có cái duyên, còn nếu mà mua không được là nó không có cái duyên. Và đôi khi một số bác vô bảo là trả giá xong rồi còn kêu bớt, bớt cái tiền ship nữa. Thì bây giờ nếu mà đúng cái nhu cầu và cái thỏa thuận, cái quy định của bên em cọc, mình chấp nhận mua thì mình chấp nhận cái quy định các bác, chứ kiểu như mình đừng có lăng tăng lằng nhằng để làm gì. Nói chung là một số bác kiểu như người ta đàn ông, người ta mua hàng nhắc nhanh gọn, nhưng kèm nó tắt rồi đó các bác, nó tắt rồi đó, nó tắt rồi nè. Có một số bác mua hàng cũng rất là lằng nhằng lăng nhăng, thì em cũng hay khuyên khách anh nếu khách có thể mình mua vui vẻ được thì mình mua, còn nếu mà cảm thấy mình hơi sợ sệt lăng tăng thì mình đừng mua, mình theo dõi để mình mua những lần sau đó. Rồi qua mẫu cho mình nha, chụp màn hình lại gửi qua Zalo cho em. Bếp thì đẹp keng rồi, khỏi phần bàn cãi. Rồi các bác, thì tiếp tục cho các bác là một cái bếp của nhà Natural. Mẫu này là mới keng như kêu xài, gọi là mới 99,9% luôn các bác nè, mới lắm nè. Có hẹn giờ cho mình luôn. Bếp này cũng cổ luôn, cái năm chín mấy gì đó, năm 23 chứ, 23 à. Nè, có điện áp 100, công suất nó là 1400 nha. Đó, công suất của nó là 1400, năm 2003 nè, mới như chưa xài luôn nè các bác. Mới 98 luôn, 99,9% luôn nè. Nào. Đẹp cái mặt là mặt men xước cao cấp, chống trầy xước hạn chế. Cho mình là vấn đề là lau chùi đồ nó cũng dễ dàng. Rồi để cái nồi lên. Mới tin các bác, hiếm có luôn á. Giờ hẹn giờ em bấm 1 phút sau nó tắt. Thì mẫu này em sale nha, 1.100.000 đồng. Thì cái giá em bán là cái giá niêm yết, cái giá mong muốn rồi, giá cạnh tranh cho nên là không có bớt được. Mình mua là hàng á thì mình nghe cò gõ cái mình liên hệ với em đó. Em bán thì nói chung là đôi khi nói chuyện á, mắc lòng trước đằng lòng sau, nhưng mà để các bác có thể hiểu hơn mình cho dễ mua.
mã 13 nha. Giá 1,1 triệu. Đó, mua thì cọc 200 chuyển đủ bao ship. Bảo hành cho mình 3 tháng nha, hai lần kiểm tra thoải mái. Qua mẫu cho em nha. Hoàn các bác alpha qua mẫu chờ cho nó tắt. Đó rồi, đó bây giờ nó tắt rồi đó nha. Đó. Rồi bây giờ qua mấy cái giờ mấy qua mẫu này giờ tắt xong mình xài lại bấm nó lại. Cái này là cái nhiệt độ. Thì cái nhiệt độ này không có hẹn giờ được. Mình chỉnh cái biểu đồ gì nè mới hẹn giờ được. Nó hẹn bao nhiêu đó mình bấm thôi tắt đi qua mẫu. Rồi bác thì đây là một cái mẫu duy nhất một cái luôn hiệu Yoroshi. Cái thương hiệu quốc dân của người Nhật mới chưa xài 98% luôn nè. Các bác coi đây nè, mặt men xước cao cấp. Chống trầy xước hạn chế bể cho mình luôn. Trà dao chuộng dễ dàng. Rất là đẹp. Mẫu này chắc là cũng hàng cổ năm 9 mấy gì đó các bác. Nào mới nè. Điện áp là 100V nha. Công suất của nó là 1.300. Nó còn hơi bẩn cái này các bác. Làm ra vệ sinh. Cho cái khăn. Này các bác. Chị em chưa có vệ sinh các bác, em test em cho đăng làm vừa test xong đó, giờ cái em quay qua em quay cái em test lại cái nữa. Chứ bây giờ mà hàng thì phải chứng minh nó là hoạt động chứ bây giờ mà quay mà không test thì nó cũng không vừa làm một số bác. Đôi khi em quay như vậy đó mà một số bác còn kêu quay tới quay lui và mà giờ em cũng xin phép luôn là em không quay không chụp lại. Thì hàng trên video như thế này mình lưu lại cái video hoặc là mình chụp hình lại mình để dành mình làm bằng chứng. Mình khi nhận hàng mình kiểm tra cho em. Đó chứ còn em không chụp không quay lại các bác thông cảm nha. Tại vì nó mất thời gian lắm. Đã có video và có nói rất là rành rẽ rồi. Chứ còn bây giờ kêu em chụp kêu em quay cái gì nữa. Em nói thiệt bây giờ nè. Người ở trong khác mà đi ra ngoài nó khác. Đó. Đôi khi mà ông kế bên nhà cái bà kế bên nhà mà chụp hình lên trên mạng là nhìn không ra luôn. Cho nên là cái video chân thật nhất rồi. Cho nên những số bác kêu em chụp em quay xin phép là em không chụp không quay lại được. Mong rằng thông cảm hiểu cho em vấn đề này. Đôi khi chụp lại nó không giống. Thì cũng như thí dụ hôm trước con cái bác đó mua cái máy xay thịt thì cho trong video như vậy rồi mà một hai ông kêu em chụp nữa thì em cũng gắng chụp. Em để là ngày em những có cái thùng xốp đóng hàng đó các em để nó ở trên cái thùng xốp cái chụp thấy cái màu nó không được tươi cho nó xong video xong màu tươi ngoài không được tươi. Thế nhưng mà bác nhận hàng thì em nói là video sao hình như vậy đôi khi ở ngoài chụp nó không đủ ánh sáng hoặc là nó dính cái hình này dính kia vô nó không được đẹp. Thế nhưng bắt nó nhận hàng thì vẫn là ok ngon lành. Chứ bây giờ là chụp tới chụp lui rồi cái nó không có mà. Rồi bây giờ cái mẫu này bán bao nhiêu đây chứ nói nhiều nó mất thời gian. Cũng gần kết thúc rồi bán cho mình giá là 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng nha các bác. Bếp Yoroshi 1.200.000 đồng. Mã số 14. Đó 1.200.000 đồng. Mua thì cọc 200 chuyển đủ bao ship bàn cho mình 3 tháng ngân hàng là kiểm tra thoải mái. Rồi các bác thì đây là một cái mẫu mà VIP thuộc phân khúc là VIP có giọng nói màn hình cảm ứng của hãng YX Oyama. Cái hãng này rất là nổi tiếng ở Nhật luôn. Mình search cái hãng này lên Google và YouTube cho em. Đó. Còn mà mình không rành thì mình có thể là hỏi. Thì mẫu này điện 100V, công suất của nó là 1.400, sản xuất 2014 mà còn mới đẹp lắm, mới như chưa xài luôn nha. Nè. Đó. Làm cho các bác coi nè, rất là cảnh cảnh và rất là kỹ. Đó. Đẹp nhức nách cho mình luôn nè, mặt gương này các bác thấy không? Đẹp len can xe ban luôn, có cái nút nguồn dưới đây. Thì bây giờ em cắm điện cho em test. Thì mẫu này là 1.000.000 không đó các bác, nhưng mà anh xe cho mình giá là 950 nha. Là thật sự các bác đúng ra là phải báo 1.000.000. Mà em xuống cái hàng chính á cho nó dễ cho cảm giác nó nhẹ nhàng hơn cái hàng một cái hàng triệu. Bây giờ bỏ vô nhắn vô đây cho em. Ở cái này chưa có điện ha. Đó vậy là mới có điện đó rồi nhắn vô đây. Đó có giọng nói rất là sang. Có hai chương trình nấu bấm đây. Cái nút là nút là điều chỉnh nhiệt độ. Đang nấu nhiệt độ 200 độ C. Hẹn giờ. Cái này không có hẹn được. Tắt. Cái này mới hẹn được nè. Hẹn nè. Đó 1 phút sau nó tắt nè. Thì bắt đầu sẽ 1 phút sau nó tắt. Thì như em nói bán 950 đó. Mua cọc cho em 200 nha. Còn chuyển đủ thêm bao ship. Mã 15. Giá 950.000 đồng bao rẻ.
Rồi qua mẫu cho em nha, thì để 1 phút sau đi nó tắt rồi qua mẫu cũng 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 kịp thôi. Sôi quá sôi rồi thì đổ miếng nước vô cho nó bớt lại. Rồi chờ 1 phút sau đi rồi qua mã. Nói chung là hàng của em bán thì kiểu như là cái giá nó rất là ok, mình cứ tìm hiểu kỹ đi, mình đừng có ham rẻ 150, 200 gì. Cái hồi xài mới biết cái chất lượng. Giá thì nó đủ loại giá mà người bán thì cũng đủ loại người. Quan trọng là mình mua được cái chỗ nào mà nó xứng đáng với cái đồng tiền của mình bỏ ra thì nó là chân ái đó, rất là ok cho các bác nếu mà mình chọn được cái chỗ tốt mà để mua hàng. Nè 1 phút sau nó sẽ tắt nè, chờ đi. Sôi quá sôi em đổ hạ lửa xuống rồi tắt luôn nè, thấy không? Rồi muốn xài thì bật lên lại, bật vô đây chứ nhắn vô đây giữ đây, rồi bật lên. Cái này nhiệt độ cao nhất nè, cái này không có hẹn giờ được nha, cái chế độ bên đây mới hẹn giờ được. Đó, hẹn mấy chục phút sau tắt, rồi tắt đi qua mẫu. Rồi các bác tới một cái mẫu mà biết cơ, cái mẫu này bán rất là nhiều kênh của em mà, thì bán 1,000,000 không đó các bác. Nhưng mà mẫu này cuối cùng thì bán 1,000,000 bạc thôi nha. Xe 1,000,000 đó, chứ thực sự là bán 1,200,000 mới như chưa xài luôn nè. Của Hitachi điện áp 100, công suất của nó là 1,200. Đây các bác 1,200 nè. Ba điện 100 công suất 1,200. Mẫu này là bán 1,200,000 không đó các bác, nhưng mà mẫu này thì cuối của cái video này thì em sale cho mình giá 1,000,000 đồng. Đó, nói nhanh gọn lẹ đi cho bác nào có thể người ta mua được. Hôm trước mà bác nào mua không kịp cái mẫu này thì mua cái nào là cái này. Những bếp cực cơ thì nó dày dày, nó nặng lắm. Mấy cái bên này cái 79 mấy, 80 mấy luôn. Dây liền luôn nè. Rồi mà các bác nhìn thấy cọng dây theo uy tín này nè, còn mới tinh này các bác thấy không? Đó. Đó, bây giờ ghim điện vô nè, bật qua đây tắt, bật qua đây là mở nè, gắn qua đây là điều chỉnh cái nhiệt nè. Nó có bếp này là cái đèn này nó sáng nè. Nó còn không bếp là cái đèn nó chớp nó tắt đó. Còn có bếp thì nó sẽ là sáng đèn. Mặt là men xước cao cấp chống chảy xước thì cái bếp này nó gọi là mới 99%. Em bán có 1,000,000 đồng thôi mà không mua được, nó không mua được cái nào đâu em nói thiệt. Mình mua hàng thứ nhất mình có cái nhu cầu, thứ hai mình có biết cái giá trị để mình mua. Thì những người mua hàng này là những người tiêu dùng thông minh thôi các bác, chứ bây giờ ngu dại gì người ta đi mua cái hàng cũ mà nó đem lại cho người ta là cái sự mà nó dở hơi đúng không? Đem lại cho người ta cái gì người ta mới mua. Quan trọng là các bác thích nữa. Thích thì mình nhích thôi. Mã 16 giá 1,000,000 đồng. Đó, mua thì cọc cho em là 200 tiền đủ bao ship, thì cái mẫu này cũng cuối rồi các bác. Thì trong cái quá trình nếu mà các bác có mua hàng của em mà có vấn đề gì thì mình cứ gọi điện nhắn tin cho em nha. Đó. Và nếu mà mình đã đặt hàng rồi mà mình cảm thấy hàng hơi chậm chạp, vì dạo này là mùa mưa nha các bác, cho nên là hàng có hơi chậm một tí. Thì nếu đó là những cái hàng nó đến kho rồi, là đến gần nhà các bác rồi nhưng mà trời mưa người ta chưa đi giao được, thì các bác có thể là liên hệ với em để em hối người ta giao. Hoặc là nếu các bác có thời gian thì em cho cái địa chỉ của bưu cục mà gần nhà thì các bác qua các bác lấy giùm em. Đó, thì có cái vấn đề gì thì mình liên hệ với em nè. Mua hàng thì Zalo này kia kết bạn đồ. Em bán rất là nhiều hàng ở Zalo các bác, không phải là bếp từ này không, nồi cơm, những mặt hàng nội địa Nhật, máy xay. Đó, thì kết thúc video nha. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác cùng gia đình nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.